Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Wigo, chiếc xe trong phân khúc cỡ A của bên phía Toyota mà trong video ngày hôm nay. Thời điểm dịp đầu tháng 6 năm 2024, Top KVN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn những chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này mới nhất, tốt nhất dành cho từng phiên bản của Toyota Wigo. Những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện như dán kính, như trải sàn, như camera hành trình và mức giá lăn bánh mới nhất đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái chiếc xe này. Wigo thì ở trong phân khúc cỡ A, nó đang cạnh tranh với cả Kia Morning, đang cạnh tranh với cả Hyundai One i10. i10 thì dạo gần đây là gần như là không có xe giao, nó sắp sửa ra cái phiên bản mới quý các bạn nhé. Thời điểm ra mắt thì cũng chưa công bố rõ ràng. Thế còn với Kia Morning thì hiện tại gần như là cái số lượng xe bán của Morning rất là ít. Một chiếc xe cũng hơi kén người dùng trong dạo gần đây, có lẽ là vì cái không gian của nó cũng hơi hẹp quý các bạn ạ. Với Toyota Wigo thì đang được phân phối với hai sự lựa chọn. Một là Wigo Air phiên bản số sàn, hai là Wigo G phiên bản số tự động. Cả hai phiên bản này thì nó đều sử dụng là máy 1.2 hút khí tự nhiên. Với số sàn thì sẽ là số sàn 5 cấp số. Thế còn với số tự động thì nó sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT quý các bạn nhé. Vậy thì dịp đầu tháng 6 này, cụ thể chính sách giá tốt nhất của từng phiên bản Wigo như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được và cân đối tài chính. Đầu tiên là Toyota Wigo phiên bản số sàn. Số sàn của Wigo thì thường là định hình phục vụ những anh chị khách hàng mà chúng ta chạy công việc, chạy dịch vụ. Một chiếc xe mà với ưu điểm của Wigo đó là tiết kiệm nhiên liệu. Không gian của nó dù là người ngồi ở hàng ghế phía trước hay người ngồi ở hàng ghế phía sau đều rộng rãi, thoải mái anh chị nhá. Giá niêm yết đề xuất của số sàn đang là 360 triệu đồng. Với phiên bản này đại lý có thể giảm cho quý các bạn là 13 triệu đồng tiền mặt anh chị nhá, tặng dán kính và tặng trải sàn. Giá xe còn lại của Wigo Air số sàn là 347 triệu đồng. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 386 triệu, ở Hà Nội là 413 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 406 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Ở tỉnh là 386, ở Hà Nội là 413 và thành phố Hồ Chí Minh là 406 theo phương án trả thẳng. Trả góp của Wigo Air số sàn này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 109 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 136 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 129 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Tỉnh là 109, ở Hà Nội là 136 và thành phố Hồ Chí Minh là 129 theo phương án trả góp. Đó là phiên bản số sàn của Toyota Wigo. Cái số lượng xe cho cái phiên bản này thì nó cũng hơi ít, nó tùy từng thời điểm và tùy từng màu anh chị nhá. Tiếp theo phía trên bản số sàn đó là Wigo G. Wigo G là số tự động, mà một cái phiên bản mà thường là khách hàng chúng ta đi gia đình hay chạy công việc đều ok luôn. Bản này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết đề xuất là 405 triệu đồng anh chị nhá. Chúng ta đi gia đình chạy Wigo G cũng rất là ok. Cơ bản là option của nó cũng đầy đủ luôn rồi. Bản này đèn của nó là dạng đèn LED luôn, phân khúc cỡ A nhưng đèn là đèn LED anh chị nhá. Nó có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có cảnh báo điểm mù, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, rồi là có ổn định thân xe, cam lùi cũng có, cảm biến lùi cũng có, màn hình giải trí 7 inch anh chị ạ. Bản này thì hiện tại đang được giảm giá, vẫn sẽ là duy trì 11 triệu dành cho quý các bạn. Vẫn có dán kính tặng, có trải sàn tặng anh chị nhá. Giá xe còn lại của Wigo G này có 394 triệu đồng thôi quý các bạn ạ. Với mức giá này thì Wigo G lăn bánh ở tỉnh của nó là 438 triệu, ở Hà Nội là 466 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 458 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 438, Hà Nội là 466 và thành phố Hồ Chí Minh là 458 theo phương án trả thẳng. Phân khúc cỡ A thôi nhưng mà đèn cũng là đèn LED rồi, lại có cả cảnh báo điểm mù luôn. Bản này nếu như mà lấy trả góp ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 121 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 150 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 141 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 121, Hà Nội là 150 và thành phố Hồ Chí Minh là 141 theo phương án trả góp.
Đó là hai phiên bản, hai sự lựa chọn của chiếc xe Toyota WeGo. Trong cái thời điểm dịp mình cập nhật chính sách giá đầu tháng 6 dành cho khách hàng nào mà quan tâm theo dõi về cái chiếc xe này. Về nguồn gốc của Toyota WeGo thì nó là nhập khẩu tại Indonesia, quý vị các bạn nhé. Vậy thì nếu như mà muốn xem xe, muốn lái thử trải nghiệm thực tế WeGo, nhờ quý vị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc. Thế còn ở miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118, quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.